Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng khu công nghiệp Sông Lô 2 thành khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh, đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại lễ khởi công khu công nghiệp Sông Lô 2 diễn ra vào sáng nay. Dự lễ khởi công có lãnh đạo một số sở ban ngành và huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, khu công nghiệp Sông Lô 2 là khu công nghiệp thứ hai được khởi công sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, minh chứng cho đường lối đúng đắn của tỉnh Vĩnh Phúc là lấy công nghiệp làm nền tảng cho phát triển. Khu công nghiệp Sông Lô 2 được khởi công thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Để khu công nghiệp nhanh chóng hoàn thành, đi vào hoạt động, thu hút các doanh nghiệp thứ cấp và đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Nhân dân địa phương tiếp tục đồng thuận, tạo mọi điều kiện về mặt bằng, ủng hộ chủ đầu tư triển khai dự án, chính là mở ra con đường làm giàu cho quê hương, mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập của mỗi gia đình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu công nghiệp Sông Lô thật sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu trong tương lai. Để triển khai các cái khu công nghiệp Sông Lô 2 đi vào hoạt động và nó trở thành một trong những cái khu công nghiệp kiểu mẫu của chúng ta, thì chúng tôi cũng kính đề nghị, thứ nhất là nhà đầu tư, chúng tôi đề nghị là nhà đầu tư cũng phải tập trung cao độ, tập trung nguồn lực, tập trung trí tuệ và tham khảo các cái mô hình đầu tư khu công nghiệp, đô thị công nghiệp cũng như là công nghiệp xanh ở trên toàn thế giới hiện nay. Có rất nhiều mẫu, rất nhiều hình thức mà nó không giống như là cách đây 10 năm, 15 năm chúng ta đã làm các khu công nghiệp. Đến bây giờ thì nó phải khác. Quy mô đầu tư, chất lượng đầu tư của tỉnh cũng đã yêu cầu rất khác. Cho nên là kính đề nghị là đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các đồng chí thành viên hội đồng quản trị, các đồng chí lãnh đạo công ty, các đồng chí quan tâm để làm sao đấy cái khu này sau khi hoàn thành xong nó trở thành những cái khu công nghiệp đáp ứng những cái nhu cầu của những cái thành viên trong tương lai, chứ không phải là chỉ là nơi sản xuất. Khu công nghiệp Sông Lô 2 do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư có tổng diện tích 165,65 ha. Với tổng mức đầu tư 1.520 tỷ đồng nằm trên địa bàn xã Yên Thạch và xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Dự kiến khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Sông Lô 2 sẽ tạo việc làm cho khoảng 13.000 lao động, đồng thời có đóng góp quan trọng cho ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc. Các ngành nghề thu hút vào khu công nghiệp Sông Lô 2 gồm công nghiệp cơ khí, điện tử, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ như dệt may, da giày, sản xuất mỹ phẩm, chế biến và bảo quản rau quả. Thưa quý vị, nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng này, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nhiều khóa học đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề chuyển đổi số địa phương và nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, những khóa học như thế này được các chuyên gia truyền đạt các nội dung về công tác chuyển đổi số như các vấn đề cơ bản của chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế xã hội và ở các địa phương, các nền tảng, công cụ để đẩy nhanh chuyển đổi số, những thành phần chính của chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kết nối khai thác hạ tầng dữ liệu quốc gia, những lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số, nhân lực trong chuyển đổi số địa phương, thực thi hoạt động phát triển nguồn nhân lực. Nhìn hội trường rất là đông như thế này, đều là các đồng chí lãnh đạo cao nhất, có trách nhiệm nhất. Thì cái đấy nó thể hiện cái nhận thức chung là gì? Chuyển đổi số nó không phải là cái việc của ngành thông tin truyền thông, nó không phải là việc riêng của ngành thông tin truyền thông. Chuyển đổi số trước hết là việc của toàn bộ hệ thống chính trị, của tất cả các sở ngành, lãnh đạo các địa phương. Và chuyển đổi số muốn thành công ấy, thì cái vai trò của người đứng đầu là cực kỳ quan trọng. Cho nên là cái lớp mở đầu chính là lớp cho những người đứng đầu ở các ngành, các địa phương trong tỉnh. Tôi cho rằng đấy là cái thể hiện cái cách làm rất là chuẩn chỉ, chính xác. Các chuyên đề của khoa học được truyền đạt kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giới thiệu trực quan, sinh động, các cách làm hay, mô hình mới,
giải pháp được triển khai thành công hoặc bước đầu thành công trong thực tế sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, vận dụng triển khai nhanh trong thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình. Đối với cái môi trường giáo dục trung học phổ thông như chúng tôi hiện nay thì những cái kiến thức được trang bị tại cái khóa học này là rất là cần thiết. Và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại đơn vị để đáp ứng cái bối cảnh hội nhập quốc tế. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Con người là chủ thể và có vai trò quyết định trong thực hiện chuyển đổi số. Nhận thức đúng, nhân lực được đào tạo tốt thì việc chuyển đổi số sẽ thành công và bền vững trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, với mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công, hàng năm Trung tâm Phát triển Công thương Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Giai đoạn 2021-2023, từ chương trình khuyến công đã có 97 cơ sở được hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Các chương trình được chú trọng trong giai đoạn này là hội nghị, hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nguyên liệu, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, xây dựng đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cụm công nghiệp. Theo đánh giá của ngành công thương, công tác khuyến công giai đoạn 2021-2023 được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm về tiến độ thời gian. Các nội dung khuyến công được triển khai đa dạng, phong phú, hiệu quả. Quy mô, chất lượng các chương trình, đề án được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ một số chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn ưu đãi đến các đối tượng được thụ hưởng, giúp cho nhiều lao động tại địa phương có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Tháng 8 năm 2022, gia đình ông Lê Đức Việt ở tổ dân phố Xích Thổ, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch đã được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch. Với số tiền vay được, ông đã quyết định mua 2 con bò cái và 1 con lợn nái về chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ và áp dụng đúng quy trình chăn nuôi an toàn đã giúp cho đàn vật nuôi của gia đình ông phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Đến nay, bò và lợn đã cho sinh sản, giúp gia đình mở rộng chăn nuôi, tăng thu nhập và tạo việc làm thường xuyên cho cả gia đình. Có nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ thì gia đình tôi đã có tăng thêm thu nhập và việc làm, ổn định kinh tế dần dần cho các cháu ăn học hơn. Gia đình ông Việt chỉ là một trong số 20 hộ dân ở tổ dân phố Xích Thổ, thị trấn Hoa Sơn được vay vốn giải quyết việc làm theo nghị quyết 07, đang phát huy hiệu quả, đầu tư cho phát triển và mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Hàng năm là có những hộ tăng thu nhập được khoảng từ 5 đến 60 triệu. Nói chung là từ cái nguồn vốn này là tổ dân phố Xích Thổ của tôi là cảm thấy rất là phấn khởi, đã tạo ra rất nhiều hộ có công ăn việc làm. Để nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho người lao động, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lập Thạch tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức các hội, đoàn thể và các tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, thẩm định, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay. Chúng tôi đã cho rà soát tất cả những các hộ có nhu cầu vay vốn mà đủ điều kiện. Đấy, thì để triển khai kịp thời đến với các người dân được tiếp cận với đồng vốn nhanh nhất và hồ sơ thủ tục thì là rất là nhanh thuận tiện. Việc triển khai giải ngân kịp thời nguồn vốn giải quyết việc làm theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp cho 205 hộ gia đình trên địa bàn huyện Lập Thạch được tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp ổn định với tổng dư nợ trên 11 tỷ đồng, trong đó có 5 hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động. Thưa quý vị, trong khi tại rất nhiều địa phương đang rơi vào tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán kéo dài, thì tại nhiều xã của huyện Vĩnh Tường, người dân lại đang được tiếp cận với nguồn nước sạch.
Đây là những nỗ lực của nhà máy nước sạch sông Hồng nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sạch cho người dân vùng nông thôn. Mấy ngày nay có nước sạch, bà Thê rất vui mừng, bởi từ trước đến nay, gia đình bà cũng như hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn xã An Tường phải hứng nước mưa để dùng riêng cho ăn và uống. Còn nước giếng do có vôi, cặn nên chỉ dùng cho tắm giặt và các sinh hoạt khác. Từ nay, những chiếc thùng như thế này sẽ không còn được trưng dụng để hứng nước mưa nữa. Nhà tôi dùng những cái thùng này là để hứng nước mưa để ăn, còn ở đây nước giếng là nó bị ô nhiễm, là nhà chỉ dùng để tắm rửa, còn đây nước này là để chuyên ăn mới uống. Ăn nước sạch từ đầu thì chúng tôi thấy rất là ngon và yên tâm để nâng cao đời sống cho sức khỏe của gia đình. Sau khi nhà máy nước sạch sông Hồng triển khai cấp nước sạch cho người dân các xã của huyện Vĩnh Tường, gần 100% hộ dân trong thôn Thủ Độ đã đăng ký sử dụng nước sạch. Có nguồn nước sạch, những thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ sinh sẽ được sạch sẽ và đảm bảo không còn tình trạng hỏng hóc thường xuyên do lắng cặn từ nước giếng. Bây giờ có nước sạch mà để nhân dân được sử dụng thì không cứ gì mùa hè mà kể cả mùa đông. Vì đây chúng tôi là quá khổ nhiều năm rồi, là vì cái nước ở đây nó quá nhiều vôi. Thế cho nên là một là thiết bị vệ sinh các đồ dùng trong nhà là hỏng này. Hai nữa là giặt, kể cả giặt quần áo quá hơn nó cũng hố. Thế còn bây giờ thì là về bây giờ nó có nước sạch thì tất cả mọi thứ kia thì nói chung nó được lưu ý của mình sạch sẽ để bảo đảm vệ sinh. Để đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, hiện nay nhà máy nước sạch sông Hồng đã hoàn thiện kéo đường ống trục chính, tiến hành lắp đặt hệ thống nước sạch đến từng hộ gia đình đã đăng ký. Đã có gần 2.000 đồng hồ được lắp đặt cho 3 xã An Tường, Vĩnh Thịnh, Tam Phúc. Với các địa phương còn lại, công ty đang triển khai lắp đặt, đấu nối đường ống nước để sẵn sàng cấp nước sạch đều đặn cho người dân. Hiện công ty đang tiến hành xúc rửa, làm sạch đường ống tại một số tuyến, đã đấu nối và cấp nước sạch thử nghiệm miễn phí trước khi đi vào vận hành chính thức cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên tất cả các mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Năm 2022, địa phương là đơn vị tiêu biểu được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2013, xã Hợp Thịnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là đô thị loại 5 vào năm 2015. Đến năm 2022, xã Hợp Thịnh tiếp tục được huyện chọn là địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hai thôn Tân Thịnh, Thọ Khánh được chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau hơn một năm triển khai, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Hợp Thịnh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 100% đường trục xã, đường trục thôn được thảm nhựa, đổ bê tông, tỷ lệ đường, ngõ xóm có điện chiếu sáng đạt 100%, 3 trên 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% thôn đều đạt thôn văn hóa. Để đạt được kết quả trên, một trong các giải pháp được Hợp Thịnh chú trọng thực hiện là việc đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Riêng hội cựu chiến binh thì được Ủy ban xã giao xây dựng tuyến đường sáng xanh kỳ đẹp trên địa bàn thôn Tân Thịnh với công sức và tiền của như là được 50 ngày công cũng như là 15 triệu đồng để vẽ các bức tranh cũng như là xây dựng các tuyến đường hoa trên địa bàn thôn Tân Thịnh, thì từ đó đã nhân rộng các cái mô hình cũng như là các cái tuyến đường trên toàn xã được thực hiện một cách trôi chảy và tạo sự lan tỏa đến toàn thể người dân. Trong mỗi lĩnh vực, địa phương xây dựng và phát triển những phong trào thi đua tiêu biểu mang lại lợi ích thiết thực như phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, Tết vì người nghèo, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách người có công. Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, an ninh quốc phòng, không ngừng đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tất cả đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, trong năm 2022, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn xã đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nhiệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là đối với các đoàn thể
các chi bộ để xây dựng những cái mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế xã hội, về an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Thế thì trên cơ sở đó thì các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cũng đã vào cuộc và vận động nhân dân thực hành các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động. Có thể nói phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Hợp Thịnh thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra động lực quan trọng góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới quê hương. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về lập lại trật tự đô thị Vĩnh Yên, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của tỉnh, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các ngành và các xã phường ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan trật tự văn minh đô thị. Xóa quảng cáo, tháo dỡ biển bảng lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông, ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến phố. Các lực lượng của các xã, phường, thành phố Vĩnh Yên cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông. Để tránh tình trạng sau mỗi đợt ra quân rầm rộ, xong đâu lại vào đấy, thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo các địa phương duy trì việc ra quân lập lại trật tự đô thị vào thứ ba hàng tuần. Tiếp tục là xử lý các cái vi phạm, trường hợp vi phạm về cái trật tự đô thị, mái che, mái vẩy cũng như lấn chiếm về vỉa hè lòng đường. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là duy trì các cái tuyến phố vào những thứ ba hàng tuần theo sự chỉ đạo của thành ủy và theo kế hoạch của ủy ban nhân dân phường. Sau ra quân giải tỏa vi phạm lập lại trật tự đô thị, các xã phường của thành phố Vĩnh Yên giao các khu dân cư duy trì các đội trật tự đô thị thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm tra, giám sát việc duy trì của khu dân cư nhằm đảm bảo duy trì lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải thể thao cầu lông bóng bàn gia đình tỉnh năm 2023. Diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6, giải thể thao có 8 đoàn tham gia đại diện cho các huyện, thành phố trong tỉnh, thu hút hơn 100 vận động viên là những gia đình thường xuyên tham gia tập luyện và có thành tích tốt đối với phong trào thể dục thể thao. Với hai bộ môn thi đấu gồm bóng bàn, cầu lông, các vận động viên sẽ tranh tài trực tiếp ở các nội dung đôi vợ chồng, đôi bố con trai, đôi mẹ con gái theo từng độ tuổi khác nhau được quy định tại giải đấu. Giải bóng bàn, cầu lông gia đình tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2023. Hoạt động này là dịp để các đoàn thể thao, vận động viên được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ thi đấu thể dục thể thao, mang đến sân chơi ý nghĩa, vui khỏe, thắt chặt tình cảm, đoàn kết, cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Từ giải thể thao tiếp tục tạo động lực khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, các gia đình, đồng thời xây dựng, tạo nguồn cho những bộ môn thể thao, lựa chọn vận động viên đại diện cho tỉnh tham gia các giải đấu, hướng tới giải cầu lông bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023. Mặc dù Vĩnh Phúc không phải địa bàn nóng về tình trạng mua bán, sản xuất, tàng trữ ma túy, song tình hình vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do vậy, công tác đấu tranh với loại tội phạm này luôn được lực lượng công an tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng ma túy lớn. Nhà tạm giam tạm giữ công an huyện Vĩnh Tường hiện có 19 bị can liên quan đến ma túy đang trong quá trình điều tra xét hỏi. Trong số đó có nhiều đối tượng trẻ tuổi chỉ vì bạn bè rủ rê hút chích ma túy mà phải vướng vào vòng lao lý. Tôi sử dụng ma túy từ năm 2008 và cũng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 lần nhưng mà vẫn chưa từ bỏ được. Tôi biết sử dụng ma túy này là rất nguy hiểm cho đến tính mạng và sau đó ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Tôi biết những hành vi trên là sai trái. Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện Vĩnh Tường đã phát hiện bắt giữ 34 vụ với 43 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6,99 gram ma túy heroin, 16,7 gram ma túy ketamine và hơn 9,8 gram ma túy kẹo. Là địa bàn tiếp giáp với một số tỉnh thành lân cận, do vậy công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy luôn được Công an huyện chủ động triển khai với nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả. Chúng tôi tăng cường công tác nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt, nắm sâu, nắm chắc di biến động hoạt động của các đối tượng liên quan đến ma túy và kế hoạch đấu tranh bắt giữ kịp thời và hiệu quả. Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm,
chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy, Công an tỉnh tiếp tục tập trung mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt phá các đường dây mua bán, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn nhiều tiềm ẩn dẫn đến những diễn biến phức tạp, nhất là việc mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp, tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đây cũng là nguyên nhân hình thành các tội phạm nghiêm trọng khác. Vì vậy, phòng chống ma túy trong tình hình hiện nay cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng và sự phát triển kinh tế nói chung. Hệ lụy của ma túy với cộng đồng và xã hội là vô cùng nguy hiểm. Do vậy, để hướng tới xây dựng cộng đồng không ma túy, các cấp ngành địa phương trong toàn tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.